Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số PT292214. Đây là thiết kế đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ phần kiến trúc với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm so với những hồ sơ thông thường này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ PT292214. Đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 13m, chiều sâu là 10,2m, diện tích sử dụng khoảng 230m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, một phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, một sân chơi và một sân phơi. Đây là một mẫu nhà với phong cách kiến trúc hiện đại, dành cho những gia đình có quỹ đất và mức thu nhập trung bình. Từ hình ảnh, các bạn có thể thấy mẫu thiết kế có hai lối ra vào, từ cửa chính đi vào phòng khách 23m2 và từ cửa phụ đi vào bếp ăn 30m2. Phòng khách và bếp ăn được thiết kế liên thông với nhau, tạo một khoảng không gian mở khá rộng. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều gia đình lựa chọn vì sẽ giúp ngôi nhà có cảm giác thông thoáng, rộng rãi đồng thời cũng tiết kiệm chi phí hơn. Phòng khách được đặt một bộ sofa gỗ tự nhiên phong cách hiện đại, giản lược nhưng không kém phần sang trọng, sẽ là nơi gia chủ đón tiếp, trò chuyện cùng những vị khách quý tới chơi. Hệ vách gỗ ở đây vừa có tác dụng phân tách không gian, lại vừa như một vật trang trí tinh tế, đẹp mắt, tăng thêm tính thẩm mỹ cho căn phòng. Khu vực bếp và bàn ăn cũng được phân chia rất rõ ràng, có đầy đủ tiện nghi để mang tới cho các thành viên những bữa ăn ngon quây quần cùng nhau. Với một bàn đảo nhỏ ở đây, gia chủ có thể sử dụng như một quầy bar hoặc bàn ăn nhỏ khi ăn ít người. Cửa phụ ở bếp sẽ giúp gia đình thuận tiện hơn rất nhiều khi đi ra sân vườn, ra gara, đi chợ hay đổ rác, dọn dẹp. Cầu thang cũng được đặt ở khu vực trung tâm nhà để dễ dàng lên xuống giữa hai tầng. Chúng tôi bố trí cửa kính lớn ở đây giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên cho cầu thang và hành lang giao thông luôn sáng sủa rộng rãi. Nếu như phòng khách thường là nơi để đối ngoại thì phòng sinh hoạt chung 15,9m2 sẽ là không gian riêng tư hơn để các thành viên trong nhà có thể ngồi cùng nhau tâm sự, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Và khi muốn hít thở không khí ngoài trời, ngắm trăng, thưởng trà thì gia đình có thể bước ra sân chơi 23,1m2 rất rộng rãi. Bằng cửa ngay ở đây, đây sẽ là nơi thư giãn rất tuyệt vời cho gia chủ những phút nghỉ ngơi. Phòng thờ 10m2 với ban thờ bố trí quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy, cũng có một cửa dẫn ra sân chơi, sẽ giúp căn phòng luôn thông thoáng, thu hút được nguồn sinh khí tốt và những điều tốt lành cho ngôi nhà. Công trình này có 4 phòng ngủ, dành cho gia đình có đông thành viên hoặc hay có khách tới chơi. Trong đó, 2 phòng được đặt ở tầng 1, với phòng ngủ một diện tích 17m2, được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 4m2. Phòng ngủ 2 11m2 sẽ sử dụng phòng vệ sinh 4,4m2 nằm dưới gầm cầu thang. Tương tự như vậy, ở tầng 2, phòng ngủ 3 20m2 cũng có thiết kế vệ sinh riêng 3,6m2 và phòng ngủ 4 15m2 sử dụng vệ sinh chung 4m2 nằm ngay bên cạnh. Cách thiết kế như thế này sẽ rất thuận tiện cho các thành viên trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời đảm bảo sự sạch sẽ, riêng tư. Cuối cùng là sân phơi 11m2, rất thoải mái cho gia chủ đặt máy giặt, máy sấy hay các cây phơi đồ và không sợ ảnh hưởng xấu của thời tiết. Như vậy các bạn vừa tìm hiểu sơ qua về cách bố trí các phòng công năng nội thất. Tiếp theo đây, mời các bạn cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về mẫu nhà này nhé. Với phong cách thiết kế hiện đại, chúng tôi không sử dụng những hoa văn, phủ điêu cầu kỳ phức tạp, thay vào đó là sự hòa trộn màu sơn một cách tinh tế, kết hợp với những đường phào chỉ, phào phân tầng tối giản để mang tới cho công trình vẻ ngoài cuốn hút, khác biệt. Tông màu chủ đạo của mẫu nhà là màu trắng sứ và màu ghi nhạt, giúp làm nổi bật lên tông nâu của hệ cửa chính bằng gỗ tự nhiên, tông đen của khung cửa phụ, cửa sổ, tông xanh lam của hệ mái nhật và tông xanh lá của những bồn cây, hoa cảnh. Tất cả đã tạo nên sự đồng điệu trong hình khối kiến trúc, giúp ngôi nhà trở nên nổi bật hơn. Mẫu nhà sử dụng hệ cửa với các tấm kính lớn, mang lại cho nội thất bên trong nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào, đồng thời cũng giúp không gian có cảm giác mở rộng, thông thoáng hơn. Những thiết kế mái nhật luôn đề cao sự đơn giản, tiện lợi, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam nhờ khả năng chống nóng, tản nhiệt, thoát nước tốt. Lựa chọn hệ mái nhật cho mẫu nhà 2 tầng khiến cho tổng thể công trình trở nên bề thế, cao lớn. Căn biệt thự cũng có các hệ trụ cột vuông vức, vững chãi,
Các cặp trụ cột ở sảnh chính và sảnh phụ được đắp to ở chân, như nâng đỡ toàn bộ công trình. Hệ bậc ngũ cấp giúp ngôi nhà trở nên cao ráo, rộng rãi hơn. Toàn bộ bậc được lát đá hoa cương làm tăng vẻ sang trọng, đồng thời dễ dàng lau chùi dọn vệ sinh. Ở phía sân chơi tầng 2 được lắp đặt sàn lam bê tông trắng, không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho công trình mà còn giúp che nắng, mưa, cho gia chủ một không gian nghỉ ngơi rất thoải mái. Khoảng sân được thiết kế với sự phân bổ cây xanh hợp lý, gara được tích hợp ở tầng 1, rất thuận tiện cho gia chủ khi ra vào, lấy xe. Những không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên như này sẽ là lựa chọn hàng đầu và chất lượng đối với các công trình nhà ở mang phong cách hiện đại. Bạn có muốn được sở hữu một ngôi nhà tuyệt vời như thế này không? Hãy nhấc máy và liên hệ với chúng tôi. Nhà Phương Đông, hotline 0888 625 888 để được tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.